Vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, nếu Samsung Galaxy S6S là một siêu phẩm đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ, thì Samsung Galaxy S7S chính là sự khẳng định về đẳng cấp và thiết kế. Và điểm nhấn lần này đó chính là mặt lưng kính trong tràng hai cạnh. Và sẽ mang lại cho chúng ta một vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ khi sử dụng, đặc biệt rất là thoải mái. Và thưa quý vị, Samsung đặc biệt chú trọng về gia công tỉ mỉ về mặt phím cứng, cổng vào. Vì vậy, sẽ mang lại một vẻ đẹp tinh tế cho chiếc siêu phẩm của chúng ta. Và đối với những khách hàng nào chúng ta đam mê Samsung, hãy đến ngay khu vực trải nghiệm của siêu phẩm của chúng tôi để mang về thật nhiều niềm vui và tìm hiểu về các siêu phẩm này nha. Xin cảm ơn. Và chương trình của chúng tôi sẽ được bắt đầu từ lúc 10 giờ đến 20 giờ từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 2016. Và với 6 khu vực này sẽ như thế nào đây? Khu vực đầu tiên đó chính là khu vực trưng bày sản phẩm. Khu vực thứ hai, khu vực trải nghiệm sản phẩm. Hai khu vực này để quý vị có thể khám phá những tính năng độc đáo của Galaxy S7, Galaxy S7S, Gear VR, Gear thứ hai và Gear 360. Và khi quý vị chúng ta bước sâu vào hơn nữa thì sẽ nhìn thấy một khu vực rất đặc biệt, đó chính là khu vực kháng nước đẳng cấp. Và với khu vực này thì quý vị sẽ được trải nghiệm tính năng kháng nước theo tiêu chuẩn IP68 của Galaxy S7A. Và với tính năng này thì siêu phẩm của chúng ta có thể hòa nhịp cùng với kiến tác gạt nước như quý vị đang thấy đây, rất đặc biệt. Và Galaxy S7S có thể ngâm sâu trong nước đó là 30 phút ở độ sâu 1,5m. Và những khách hàng nào chúng ta đang tò mò về những tính năng độc đáo của Galaxy S7S thì có thể đến ngay khu vực kháng nước đẳng cấp. Chị chuyển cái số mối của chúng ta là chị Trang.
chờ bây giờ á. Để nó xem. Ủa thằng này là thằng S7S. S thôi, S7 thôi chị. S7 thôi đúng không? Còn FPS của nó là nó sẽ to hơn. Nó có cái màn hình phía bên đây nữa mà. Thì đúng rồi, nó sẽ khác biệt một xíu là cái phần S7 á, nó sẽ làm được cái mặt kính này là 2.5D thôi. Còn S7S nó là 3D rồi. Nhưng mà chị có một cái chỗ nữa là cái phần mà chụp hình của mình nó không có full hết màn hình, nó vẫn còn hai cái gì. Nó hai cái gì đi. Đúng rồi, nó không còn giới hạn gì đó. Em ý là chị muốn hai cái phần này để đúng lên. Đúng rồi, cái chị đang muốn nói rồi đó. Mình đâu có phần nào để chỉnh mà để cho nó full hết màn hình đâu đúng không? Đúng rồi, thì nó vẫn còn phải dư là một cái phần. Tại vì khi mà chị chụp bất cứ lên nào nó ra cái full size, nó sẽ là cái chuẩn nó như thế này, nó sẽ ra như vậy luôn. Nhưng mà chị chụp mấy cơ nó cũng vậy thôi. Còn cái nào mà chị muốn chụp hết cái màn hình đó thì cái dãy dài á thì mình chụp panorama. Còn cái này mình có thể chụp không có bao, có thể chụp panorama. Nếu mà chị muốn chụp hết cỡ 360 thì giống như là cái cục mà chọn nãy trong chị trải nghiệm vừa rồi. Thì cái áp lực xuất nước với lại cái thời gian nó sẽ bị thấm vô thôi. Còn như trong thời gian quy định của mình vẫn có thể chống nước được ạ. Trên thị trường. Khách hàng của chúng ta đang chìm đắm trong không gian thực tế ảo trên chiếc thuyền đầy đắp với chiếc kính thực tế ảo VR. Không tuyệt vời với không nào. Và nếu như các bạn nào chúng ta đang tò mò về không gian thực tế ảo, hãy đến ngay khu vực trải nghiệm chưa từng có của khu vực trải nghiệm siêu phẩm Samsung Galaxy S7, S7S. Các bạn của chúng ta đang chìm đắm trong không gian thực tế ảo trên chiếc thuyền đầy đắp với chiếc kính thực tế ảo VR. Không tuyệt vời với không nào. Và nếu như các bạn nào chúng ta đang tò mò về không gian thực tế ảo, hãy đến ngay khu vực trải nghiệm chưa từng có của khu vực trải nghiệm siêu phẩm Samsung Galaxy S7, S7S.